tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên. Chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung của những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong Thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3, tức ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, tức ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3, tức ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3, tức ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu Dậu, nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày các ngày trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi Giáp Thìn 1964 trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy,
biết phân biệt phải trái, đúng sai. Tuổi Sắt Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng của người khác. Tử vi tháng 3 năm 2021 thấy rằng, tuổi Sắt Thìn có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ngoài ra, trong thời gian này, dù bạn có cố gắng và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình đã đề ra, nhưng để nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt, khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương. Chuyện đã khó, càng thêm khó. Nhưng Dương Thủy gặp Thìn Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ, cả hai hiểu nhau hơn. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, vì gia chủ nên mang bên mình vận tuần phong thủy, minh quang pháp bảo, đệ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nam tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp, với tuổi Sắt Thìn sinh năm 1964, sự nghiệp gần như bị bỏ lại, vì hầu hết quý gia chủ đã thảnh thơi hoặc làm ít dần, hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu quý gia chủ vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng quý gia chủ đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ Sắt Thìn đã bước sang tuổi 58 nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với quý gia chủ. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Sắt Thìn sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công ăn lương sẽ đạt được nhiều thành tích, thăng tiến và được khen thưởng. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ Sắt Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, trong tháng này, do sự xuất hiện hao tinh sẽ gây bất lợi đối với những người tuổi Sắt Thìn. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Sắt Thìn nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, cầu kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Sắt Thìn phải đối mặt. Cho nên bản mệnh cần phải biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sống có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể biến cố gì sẽ đến. Để may mắn thành công, các gia chủ Sắt Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa vật pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Viện lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 3 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Sắt Thìn khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Sắt Thìn sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình trong tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích giữa con cái và cha mẹ. Đối với nam mệnh, là người chủ của gia đình thì nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Còn đối với nữ mệnh, với vai trò là người vợ trong gia đình, cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc,
Bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy là vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, tử vi tháng bạc âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Giáp Thìn. Dù ở độ tuổi này, sức khỏe đang có suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng do chủ quan không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng. Đồng thời, cần chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Giáp Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Giang Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Giáp Thìn trong tháng ba âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Giang Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.